Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện hỏa tốc về việc rút lệnh báo động số 3 trên sông Hồng và rút lệnh báo động số 2 trên sông Luộc. Hiện nay, các trạm bơm vẫn đang nỗ lực để bơm tiêu úng. Ngay trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đã tới thăm động viên cán bộ nhân viên một số trạm bơm trên địa bàn huyện Tiên Lữ và Ân Thi. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã tới thăm, tặng quà và động viên cán bộ, công nhân tại các trạm bơm Triều Dương, Mai Xá, huyện Tiên Lữ, Bích Tràng, Tam Đô, huyện Ân Thi, trạm bơm Hưng Long và Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Đồng chí biểu dương các trạm bơm trong điều kiện thời tiết mưa gió nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt khó, các đơn vị đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nhanh chóng khắc phục những ảnh hưởng của mưa lũ. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, nhân viên các trạm bơm tiếp tục theo dõi tình hình lũ trên các sông, bám sát chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương, kịp thời tiêu úng, giảm thiểu thiệt hại, đưa hoạt động sản xuất và cuộc sống trở lại bình thường. Đồng chí cũng nhấn mạnh phải tranh thủ thời điểm nước sông Hồng, sông Luộc đang xuống, huy động tối đa các tổ máy, nhanh chóng tiêu thoát úng, nhất là với diện tích lúa, cây ăn quả. Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị ngành nông nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, các địa phương rút kinh nghiệm từ thực tế ứng phó với lũ lụt vừa qua, tham mưu tỉnh có kế hoạch tu sửa các trạm bơm, nạo vét hệ thống thủy lợi, gia cố đê điều trên toàn tỉnh, nhất là với những trạm bơm trọng điểm đang xuống cấp. Đồng thời đóng góp ý kiến để cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch mạng lưới thủy lợi trên toàn tỉnh sao cho phù hợp với thực tế phát triển của tỉnh. Cần phải đánh giá toàn diện lại tiêu thoát nước trên địa bàn tỉnh và từ đó chúng ta sẽ định ra những cái điểm ưu tiên để đầu tư cho từng địa phương, chủ yếu những cái khu vực nào mà xáo trộn cho cái việc mà đầu tư công nghiệp, đầu tư đô thị vào nó dẫn đến ngăn cách, rồi có cả chia sẻ, cô lập các cái kênh dẫn vào cái hệ thống sông chính của chúng ta đầu tư để tiêu thoát nước nhanh cho vùng công nghiệp đô thị. Còn cái hệ thống mà thủy lợi và sông ngòi hiện có là tập trung đầu tư gia cố nạo vét. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đề nghị các địa phương quan tâm hơn nữa đến cán bộ, công nhân viên trực chống bão lũ, đảm bảo các điều kiện về hậu cần để đội ngũ này yên tâm làm việc.